Em sẽ lên một cây siêu phẩm ha, thương hiệu của Kyurit Echo ha, mã số là 366, hàng được sản xuất tại Nhật nha. Con này hàng bãi, ngoại hình là đẹp 90%. Em này mái đời cao, nó full hết chức năng giùm em nha. Có ốp giật trợ lực luôn nè. Đó, em này là có bơm xăng phụ nè, e gió tự động luôn, mấy anh bóp cò tự xả. Đấy. Sử dụng hai ốc chân lam ha. Máy con này cả bộ lam xích là 5,5 kg, nồng bài bê tông là 39 ly. Đó, 39 ly, máy nồng đứng nha. Nồng đứng này vòng tua máy nó sẽ tua nhanh hơn máy nằm. Đó, lóc nhôm hợp kim luôn, rất là bền bỉ cho cái dòng này. Có hàm rồng đầy đủ, đặc biệt cái lam của nó nè, lam tản nhiệt nha. Đó, lam nối tản nhiệt dài 45 cm, đã lên xích mới cho mấy anh luôn nè. Đó, xích mới luôn nha, lam còn rất là vip cái lam này. Rồi máy móc là bên em bao rin nha, đã nổ ok rồi. Sử dụng hai ốc chân lam nè, dòng này là bao vip nha, đời cao, có sẵn phụ tùng đầy đủ hết. Rồi anh nào có nhu cầu sử dụng thì cứ gọi số điện thoại trực tiếp trên màn hình. Ở bên em ship hàng toàn quốc nha. Khi mấy anh gọi điện thoại hoặc nhắn tin, mấy anh nhớ đọc mã số máy giùm em. Con này mã số là Kyurit 366 nha. Rồi em cảm ơn.